quý vị và các bạn quay trở lại với kênh My Channel. Song Hye Kyo, Song Joong Ki. Tại sao nữ diễn viên không có dự án diễn xuất mà chồng cũ của cô ấy có phim truyền hình và phim trong các tác phẩm? Thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã chính thức lên đường vào tháng 7. Đường ai nấy đi vào tháng 7, điều này là sau khi tòa án gia đình Seoul chấp thuận đơn xin ly hôn của họ mà không cần phải quảng cáo nhiều. Bây giờ, sau khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki gọi nó ra khỏi và mọi thứ đã được giải quyết, hai người họ đã trở lại làm việc. Nữ diễn viên đã tham gia nhiều buổi chụp hình cho các dự án quảng cáo của mình, nhưng điều đáng chú ý là cô không tham gia bất kỳ bộ phim truyền hình hay phim ảnh nào kể từ khi chia tay. Hợp đồng biểu diễn của Song Joong Ki. Mặt khác, nam diễn viên hậu duệ mặt trời của Hoàng tử vừa hoàn thành bộ phim truyền hình của mình Outer Chronicle, và nó nhanh chóng được tiếp nối bởi các bộ phim. Anh ấy đã bận rộn kể từ khi hoàn thành bộ phim của mình và bây giờ anh ấy dành thời gian lớn để quay phim Chiến Thắng, một bộ phim Hàn Quốc được sản xuất hợp tác với một bộ phim trang phục phim Trung Quốc. Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên của Hàn Quốc và sẽ có nhiều diễn viên nước ngoài. Trước đây đã tiết lộ rằng Song Joong Ki sẽ làm việc với nam diễn viên người Anh Richard Armitage. Bên cạnh đó, Song Joong Ki cũng được đồn đại sẽ thay thế Gong Ju trong phần tiếp theo của bộ phim Train to Busan. Mặc dù không có nhiều thông tin về nó, đây có thể là dự án tiếp theo của chồng cũ của Song Hye Kyo. Tại sao Song Hye Kyo không có dự án phim truyền hình hay điện ảnh? Như đã nói, Song Hye Kyo chỉ mới làm việc cho các giao dịch quảng cáo kể từ khi ly hôn với Song Joong Ki. Nữ diễn viên không có phim truyền hình hay phim ảnh, và ngay cả khi cô trở lại Hàn Quốc, không có báo cáo về bất kỳ hợp đồng nào diễn xuất của cô. Cuối cùng, vì lý do cô ấy không có các dự án như Song Joong Ki, và đó không phải là vì cô ấy bị ảnh hưởng bởi việc ly hôn. Được biết, vài tháng trước đó, cô đã được đề nghị thực hiện bộ phim truyền hình xuất sắc, nhưng cô đã từ chối và lý do không liên quan đến vấn đề cá nhân của cô. Cơ quan của cô phủ nhận rằng những cáo buộc rằng cô từ chối nó do ly hôn và tuyên bố rằng đó là một cuộc xung đột trong lịch trình. Thật không đúng khi bộ phim mới hay Hyena xem xét lại buổi casting sau khi có tin ly hôn. Ông Korea Bo dẫn lời công ty quản lý của nữ diễn viên nói trong một tuyên bố: thật đúng là Song Hye Kyo đã nhận một lời đề nghị nhưng cô đã từ chối sớm. Nó không liên quan gì đến vấn đề riêng tư của cô ấy cả.